Hello anh em nó quay trở lại với Real Tech thì anh em nhìn quả PC này và anh em nhìn mình này kiểu nhìn cảm giác nó có nhỏ bé quá anh em kiểu từ giá tiền cho đến kích thước cho đến cái gì ở bên trong nó cũng kiểu khủng khiếp vãi trường anh em à, về mức giá thì anh em nhìn tiêu đề của video là anh em cũng thấy đúng không chúng ta sẽ có một bộ PC có mức giá 1 phần 3 tỷ à, nếu mà tính về chi tiết á, thì bộ PC này nó sẽ có giá rơi vào khoảng là 350 triệu anh em và tất cả những linh kiện bên trong nó thì Ôi rồi ôi khủng luôn Mà anh em nhìn kích thước của nó này Mà anh em nhìn cái kích thước của mình này <laughs> Nhìn đã không anh em Ui, Nhìn đã thế Thì uh, ok chi tiết bộ PC này có cái gì ở trong này á Sau intro nhá Các bạn đang một build PC, các bạn sợ bị thuốc, các bạn sợ bị đẩy tồn hay là các bạn không biết được là cấu hình như nào nó sẽ là tối ưu các bạn không biết được là với công việc của mình với những phần mềm mà mình đang sử dụng nó sẽ cần một cấu hình như thế nào nó cần một phần cứng ra sao hay là các bạn không biết được là với một cấu hình mình build ra như vậy thì hiệu năng chia thành của nó có đạt được tối đa hay là không và nó có tối ưu được là cái lượng tiền mà các bạn bỏ ra để đầu tư hay là không ạ thì các bạn đừng quên đấy chính là mình vẫn nhận tư vấn cấu hình đấy nhưng mà đương nhiên rồi mọi thứ sẽ không bao giờ free. Và chi tiết mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể click vào đường link ở dưới phần mô tả video để tham khảo thêm nhá. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây anh em. Thì đây sẽ là một bộ PC xài AMD Ryzen Threadripper 5995WX anh em. Một trong những con CPU có thể nói là khủng khiếp nhất thời điểm hiện tại luôn. Anh em biết con CPU đang nằm ở đây nó có bao nhiêu nhân không? 64 nhân. IPC thì ối rồi ôi cao mà nói chưa còn chưa kể á nó có 128 lên PCI nó có 20 256 mê cách L3 tổng mê cách của nó là 292 mê cách con số nào nó cũng khủng khiếp anh em đấy Uh, về cơ bản thì AMD Ryzen 3 5995 wx Thì nó sẽ là phiên bản kế nhiệm của con AMD Ryzen 3 P3995WX uh, Đó nó sẽ là sử dụng kiến trúc chỉ là Gen 3 Còn con kia thì nó sẽ chỉ là dài Gen 2 mà thôi Mặc dù là cùng là 64 nhân nhưng mà nó được nâng IPC ấy, Thành ra là con này nó sẽ mạnh hơn đâu đó vào khoảng từ 10 đến 15% So với là con 3995WX trước đây mà các bạn đã từng thấy Và đương nhiên nó khủng như thế Nó 64 nhân 128 luộc Nó 292 cách Nó 128 lên PCI Nó... Uh, 8 kênh RAM đúng rồi cái 8 kênh RAM nó cũng là một cái rơi khủng khiếp thì mức giá của nó nó không hề rẻ nó hơn 100 củ cho một con CPU nhìn, <laughs> nhìn, nhìn, nhìn 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 kiểu giá CPU thôi là anh em có thể build được một bộ PC gaming có thể nói là kiểu quá đã rồi anh em đó Ngoài ra những cái linh kiện xung quanh ấy, chúng ta sẽ có những gì Đấy 8 thanh RAM, Dominator đến từ Corsair này Rồi chúng ta có bốn con RTX A4000 này Chúng ta có một hệ thống tản nhiệt nước rất khủng khiếp ở đây ờ, ở đây thì chủ bộ pc thì họ sẽ xài ống mềm họ không xài ống cứng bởi vì là ống mềm thì đương nhiên là nó thứ nhất là nó thi công rất là nhanh thứ hai đấy chính là nó sẽ có cái độ bền bỉ tốt hơn là so với cả ống cứng à, di chuyển các thứ thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn anh em nguồn 1200 w này bom mạch chủ sếp uh, đến từ asus này vỏ cây có xe 7000D này gì đã đúng không nhưng mà anh em thấy có quả ối rồi ở đây là gì không anh anh em gì này kêu 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 cái, cái cái phần mềm IQ của cái phần mềm IQ của Corsair anh em thì mình vào trong phần mềm IQ của Corsair để mình chỉnh lại đó thì nó nhận có đúng 4 thanh ram thôi đó mà nó không nhận 4 thanh này này thì cái cái này do cái phần mềm IQ nó bị ngu anh em thành ra là tự nhiên lòi ra bốn thanh RGB nhìn vớ vẩn vãi trưởng luôn đó đó nhưng mà thực ra bộ này mình tiếc ở đây một điều đấy, đấy chính là nếu mà bộ này mà là do mình tư vấn á thì chắc chắn đây mình sẽ nhồi luôn 8 thanh này vào. RAM ECC. Đó, bởi vì anh em biết đúng không? Đây chính là AMD Ryzen Threadripper mới nó sẽ hỗ trợ cả RAM ECC và RAM thường. Đó, mà đối với nhu cầu công việc rất chuyên nghiệp á thì nói thật, RAM thường thì bớt cao thật. Nhưng mà RAM ECC thì nó sẽ mang lại cái sự an toàn nhất định cho anh em. Đồng ý là RAM ECC nó không thể nào mà loại bỏ hoàn toàn được việc lỗi trong quá trình anh em sử dụng ngày nhưng mà có ECC nó vẫn tốt hơn là không có ECC chứ đúng không? Đấy, cắm 8 thanh ECC này vào. Thứ nhất là không cần phải chỉnh led mà thứ hai á là nhìn nó cũng kiểu xịn so con bó hơn đúng không đấy là ecc này anh em mình đang cầm một cục ở đây luôn á đó. đó về chủ của bộ PC này ấy, thì thực ra là mình cũng đang chưa rõ là chủ bộ PC này đang mua bộ PC này về làm gì Bởi vì thực ra bộ PC này thì mình đang mượn của bên Nguyễn Công PC Và khách thì họ sẽ không public cái nhu cầu của họ ra mà họ sẽ build theo yêu cầu của họ ấy. Thành ra là mình cũng đang chưa rõ là khách hàng đang muốn để làm gì Bởi vì thực sự là với một cấu hình như này thì nó đang quá là khủng anh em ờ con CPU đấy chính là 3 à, 5 64 x 128 luồng thì anh em biết cái khủng khiếp của nó như nào rồi đúng không? Mà thậm chí xung nhịp boost của nó còn lên đến tận đấy chính là 4.5 GHz hạt là xung nhịp boost nó cũng không thấp mà nhân nó cũng 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 nhiều hóa trưởng ra. Đấy thành ra nó làm cái gì nó cũng có thể làm tốt á. Rồi bốn con RTX A4000 rồi à, nếu mà anh em đang tưởng tượng thì nó sẽ hao hao cái bộ PC cái cấu hình 1 tỷ 8 trước đây là mình đã từng làm cho anh em đúng không? À, với bốn con RTX A4000 như thế này á, nếu mà để làm AI á thì mình nghĩ đây chính là Uh, đồng ý là dùng A4000 thì nó cũng có cái hay nhưng mà nếu mà để gọi là hiệu năng trên giá thành á, thì dùng bốn con rtx 3080 ti thì nó sẽ cho được cái hiệu năng chế thành tốt hơn hay là nếu mà để render gpu cũng thế dùng bốn con rtx 3080 ti nó sẽ cho được cái hiệu năng chế thành tốt hơn nhưng mà dùng bốn con rtx a 4000 ngàn thì nó được một cái lợi để chỉ là nó nhét được bốn con vào bên trong một cái vỏ kê như này mà cái airflow và cái cạc đồ ạ thì nó vẫn sẽ rất là mát và nó cũng không bị gồng cái bộ nguồn này lên á à, anh em thấy mình cắm bốn con cạc đồ ạ và cũng như là một con năm nghìn chín năm nhưng mà bộ nguồn thì chỉ có một nghìn hai trăm mà nó vẫn gánh được đấy là 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 có nghĩa là cái hệ thống này nó ăn không quá là nhiều điện đúng không Ngoài ra với cả dòng ProTech A4000 mới của 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 Nvidia ấy, thì anh em ngoài ra anh em có thể làm những cái ứng dụng liên quan đến data này, có làm những ứng dụng liên quan đến khoa học về dữ liệu này, làm những ứng dụng liên quan đến kiểu mô phỏng simulation để nghiên cứu khoa học các thứ. Đó, những cái mà liên quan đến simulation thì những cái dòng RTX A này nó xử lý nó rất là tốt đó anh em. Ờ, thì mình cũng chưa biết bởi vì cái cấu hình nó quá khủng và nó có thể làm được quá nhiều thứ thì mình cũng chưa biết cụ thể là chủ của bộ PC này đang muốn để làm gì á. Ờ, nhân tiện đang đang có cấu hình đấy chính là nó 1 phần 3 tỷ và xài con 5995 VKX này đây á Mà con 5995 VKX này là con đầu tiên ở Việt Nam đấy nha anh em Đó, nó 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 nó, nó kiểu vinh dự <laughs> Đó, à, với 5995 VKX á Thì anh em thấy là thông số nó quá là khủng Thì anh em cũng đang tưởng tượng là nếu mà dùng mua nó về để kiếm tiền á Thì kiếm tiền gì cho nó hợp lý Thì thực ra với 64 nhân của 5995 VKX Nếu mà để xét về mặt hiệu năng render á Thì nó, nó nhanh nhưng mà nó nếu mà xét hiệu năng chế thành thì nó hơi chua Nhưng mà thôi lên đến cái tầm giá cao lên đến những cái tầm những cái cấu hình một kiểu 2 n thì cái hiệu năng chế thành là cái bỏ đi anh em đó chúng ta không cần quan tâm đến hiệu năng chế thành quan trọng là hiệu quả làm việc thôi thì với một con 64 nhân như thế này hiệu quả rider cpu của nó là quá nhanh cái thứ hai lúc nãy mình cũng nói với cả anh em là nó có 128 lên pci đó thành ra là cả bốn con card đồ họa này nó có thể chạy full băng thông 16 sáu của nó Đấy, nó có 128 lên thành ra là anh em có cắm full SSD lên đây, cắm full cạc đoạn lên đây thì cái khả năng control PCI của con CPU này nó vẫn cực kỳ khủng khiếp. Rồi nó có 292 MB L3 thì những ứng dụng mà liên quan về bộ nhớ các thứ nó cũng sẽ nó, nó nó, chơi phát một anh em. Rồi nó có 8 kênh RAM Đấy anh em thấy những con i9 ngày xưa nó chỉ có 4 kênh RAM đúng không Mai sau này đến dòng siêu VK mới của Intel thì Chúng ta mới có 8 kênh RAM Nhưng mà đây đấy chúng ta có 8 kênh ram ở trên một con cpu hdt đấy thế là nó xịn do con bò rồi chưa kể là nó còn hỗ trợ ecc thì nó có thể làm được rất là nhiều thứ à, nếu mà xét về tổng hợp những cái hiệu quả những những cái thông số như này thì uh, như kiểu mình có test qua ở đây đấy chính là những cái ứng dụng liên quan đến tính toán uh, mình dùng một bài toán nó rất một cái bài test nó rất là kinh điển ở trong những cái bài test dành cho siêu máy tính ấy. thì đấy chính là chúng ta sẽ xài HPL và HPCG. Đó thì anh em xem những cái bài test đấy thì mình nhận thấy một điều ở đây đấy chính là nếu mà ở trong những cái ứng dụng ở trong siêu máy tính ở trong những cái liên quan đến biên dịch code các thứ ấy, mà nó có dùng thư viện của intel hay là nó có dùng những cái thuật toán mà intel hỗ trợ ấy, thì mình nhận thấy đấy chính là mặc dù nhá đấy chính là intel sẽ cho chúng ta một cái thông số phần thấp hơn Đấy, có nghĩa là nó có chỉ có lượng nhân là bằng 1 phần 2 thôi Nhưng mà cái hiệu năng nó cho ra thì nó lại là tương đương so với cả AMD Đấy, cái này thì thực ra nó là liên quan nhiều đến về mặt thuật toán Ở trong những cái ứng dụng và những cái thư viện code của anh em thôi Cái này chúng ta sẽ cần AMD nó update theo thời gian Và cũng như là lượng coder xài AMD nhiều hơn á Thì dần dần thì nó sẽ là tối ưu thôi Bởi vì cái thông số phần cứng của AMD là nó quá là khủng khiếp rồi Thì chúng ta sẽ chỉ cần chờ thôi Đấy, chờ nó được tối ưu là nó sẽ ok thôi Nhưng mà khi mà mình chuyển qua những cái công cụ hay là những ứng dụng mà nó không yêu cầu nhiều về mặt thư viện á Thì anh em sẽ nhìn thấy ngay một điều ở đây Đấy chính là về bản chất AMD có một cái thông số phần cứng rất tốt Nếu mà xét về tầm giá nhá AMD Ryzen mươi 5995 WX nó có giá là vào khoảng là tầm hơn 5 ngàn đô à, Trong tầm giá 5 ngàn đô ở theo chúng ta cũng sẽ có một con CPU đấy chính là uh, Xeon V3375 Thông số con này gấp đôi con kia Thành thử là nếu mà những ứng dụng nào mà không liên quan đến thư viện, không liên quan thuật toán á Mà nó chỉ chạy sức mạnh thuần của CPU thì amd nó lại mạnh hơn hẳn luôn anh em nhìn cái bài test của mình ở trên màn hình là anh em có thể thấy ngay đúng không hay là sau đó mình có chuyển qua ví dụ như là mình chạy một số công cụ như kiểu là keras rồi là anh em chạy python anh em nói chung là anh em sẽ chạy về python để chạy deep learning hay là machine learning các thứ thì anh em sẽ thấy đấy chính là đối với những bài test nào mà có chạy thư viện của intel thì intel nó sẽ thể hiện được ưu thế còn những bài test nào mà không đụng đến thư viện của intel thì amd lại thể ưu thế tại sao ở đây mình lại nói rất nhiều đến cái thư viện của intel bởi vì thì theo như mình khảo sát thực tế ấy, thì rất nhiều coder hiện tại đang vẫn đang sử dụng rất là nhiều những cái thư viện của Intel hay là thư viện của Nvidia đó thành ra là cái này cũng sẽ tùy vào nhu cầu cá nhân của mỗi người thôi mình vẫn sẽ đưa ra cả hai kết quả để anh em có thể tham khảo đấy chính là có thư viện của Intel nó như thế nào và không có thư viện của Intel thì nó như thế nào thì anh em thấy đúng không nếu mà anh em là một người tối ưu được cái workflow của anh em anh nếu anh em là một người kiểu như là tự chủ được cái cái nguồn công việc của anh em á thì AMD Ryzen Threadripper 5995 VX nó là một con CPU nó quá là tuyệt vời đấy và thậm chí cái doanh nghiệp mà đang đặt mua bộ PC này ở đây á thì họ cũng đang chủ động được cái workflow của họ thành ra là họ lên một cái cấu hình nó rất là dị Đấy, nó nó không giống ai cả. Nó chạy 5995 VGX, nó chạy 4 con Rotex A4000 để tối ưu cái workflow của họ bởi vì mỗi công việc, mỗi doanh nghiệp sẽ có một đội IT riêng, nó sẽ có một đội tối ưu phần cứng riêng các thứ thứ. Thì đây, đây sẽ là cấu hình tối ưu cho họ. Thì anh em thấy với cấu hình 1 phần 3 tỷ như này đã quá đã đúng không? Ok, và không biết ý kiến anh em như nào thì hãy comment phía dưới. Và đừng quên like share và subscribe để của Realtech và sẽ là xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.